Nhưng mà khi em cảm nhận được là không còn phần trăm cơ hội nào rồi đó, thì em sẽ dừng lại và một cách rất là đẹp. Những cái gì em đã truyền đạt cho Kỳ, Kỳ có cảm nhận được cái sự chân thành từ bên trong của em đối với Kỳ hay không? Và em cũng mong là Kỳ sẽ hiểu được. Có thể là một trong năm đứa sẽ có hạnh phúc và sẽ có những cái cuộc gọi là chia ly. Bây giờ anh suy nghĩ rồi, anh hiểu, anh nghĩ là anh đang dừng, hiểu được em rồi.